Hello, xin chào cả nhà, xin chào mọi người đã đến với kênh MR Quyên. Và em là Nguyễn đây, em tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Nguyễn, quê ở Quảng Ngãi và hiện tại em đang công tác và làm việc tại Sài Gòn nha cả nhà ơi. Đấy, xin chào cả nhà nha, giờ này là 5 giờ sáng ở Sài Gòn nha cả nhà. Rất là tuyệt vời đúng không? Đây là đường Cầu Xéo, đây là đường Tân Sơn Nhì nha cả nhà ơi. Đấy, đó, một cái không khí rất là tuyệt vời. Đấy, đây là thời gian mà ở Sài Gòn là tuyệt vời nhất cả nhà Đấy, ở miền Trung thì đang có mưa bởi vì áp thấp nhiệt đới cũng như là đang có bão. Còn ở Hà Nội thì đang có một cái đợt không khí lạnh. Đấy, và liên tiếp hai đợt không khí lạnh tràn về vào ngày 16 tháng 12 và ngày 20 tháng 12. Đấy, và ở đó rất là lạnh. Em đang ngồi ở Sài Gòn á cả nhà, thấy đây là một cái nơi rất là đẹp đúng không? Đấy, người ta đi tập thể dục, em ngồi đây vẫn làm việc á cả nhà. Em vừa mới chạy xe ôm xong nha. Đó, thì bây giờ là em ngồi em tiếp tục để chia sẻ với cả nhà cũng như là giải bày cái tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái tình cảm của mình đến với cả nhà. Chắc là mọi người nghĩ rằng là em đã bỏ cuộc chơi rồi chứ đúng không? Bởi vì trên kênh của em đã ẩn đi hết tất cả những cái video rồi. Mọi người đâu có thấy cái video nào nữa đâu đúng không? Trừ những cái video short thôi. Đấy, thì kệ, tạm thời thì em ngồi đây mời cả nhà uống cà phê. Đấy, ly cà phê đây thì chỉ có 20.000, nhưng mà em uống ở trên đường Butter á thì là 60.000 một ly nha cả nhà. Nó khác nhau hoàn toàn. Khách sạn ở những cái vùng ven em ngủ nó chỉ là 200 mấy, 100 mấy cũng có. Nhưng mà khi mà em ngủ ở quận 1 thì bây giờ ngay từ thời điểm hiện tại chỉ có 131.000 thôi nha cả nhà. Một cái sự phải nói là khác biệt rõ ràng. Giữa cái thời buổi kinh tế như thế này thì ai cũng hầu như cũng chưa hiểu. Em nói đại đa số người ta chưa hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì lãnh thổ Việt Nam của mình, đất nước Việt Nam của mình là nơi mà công nghiệp hiện tại thời gian này. Ở ngoài kia có rất là nhiều cái sự biến động của thế giới, em không bàn cãi. Nhưng bây giờ đang chuyển qua từ nền công nghiệp qua công nghệ, kỹ thuật cũng như là kỹ thuật số. Đấy, vốn dĩ ra là cái công nghệ thì nó đã có từ rất là lâu đời rồi, không phải đến bây giờ. Nhưng mà em may mắn rằng là trong thời gian làm marketing vào năm 2016 đến giờ phút này, em đã bắt đầu làm quen với công nghệ. Đấy, và hiện tại em đang làm, và em làm YouTube luôn á cả nhà. Thấy không? Thấy em làm nhiều không? Cho nên là em cũng không biết chia sẻ như thế nào. Cả nhà tưởng em bỏ cuộc, tưởng em dừng cuộc chơi, nhưng không phải đâu. Em đang tối ưu đấy, mọi người không thấy. Bởi vì đương nhiên là kinh tế nó gặp vấn đề, nó ảnh hưởng, thì cái YouTube cũng đang bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và họ cũng đang tiết giảm cái chi phí, cũng như là họ cũng đang làm hết đủ mọi cách để tăng doanh thu. Rõ ràng như vậy thôi. Thì em cũng học theo cái bài học của người ta, cho nên là em cũng tối ưu, cho nên em đã ẩn hết đi rồi. Bởi vì để trên kênh mình thì nó cũng không có mang lại một cái giá trị gì hết. Giống như kiểu là mình ngâm rượu càng lâu mình uống càng ngon. Đấy, những cái nội dung đó thì bây giờ là nó chưa có quan trọng, cho nên là ít có người xem, chuyện đó quá bình thường, không sao cả. Nhưng mà một đến một cái lúc nào đó lục lại để coi thì nó là tuyệt vời. Đấy, đây là Sài Gòn vào buổi sáng nha cả nhà. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ về cái vấn đề gì đây? Đấy, thì hôm nay là em sẽ nói về cái chủ đề là tiền. Đấy, có rất là nhiều người mỗi ngày đều tiêu tiền nhưng mà không biết nguyên nhân, nguồn gốc tiền từ đâu ra và nó từ đâu tới. Đến giờ phút này em tuổi 30 em cũng không biết nữa cả nhà. Em chỉ biết là khi mình có một nhu cầu chắc chắn mình phải chi tiền. Và khi mình có một công việc chắc chắn mình cũng phải nhận tiền. Đấy, cái gì nó cũng liên quan tới tiền.
Đó, và khi mà mình muốn giải quyết một vấn đề thì mình cũng phải cần tiền. Đấy, mọi thứ nó liên quan đến tiền. Và giờ phút này là không thấy ai có tiền hết. Cũng như là mình cũng không biết tiền nó đang trôi về đâu. Thì em xin nói với cả nhà rằng là thật ra là nó không tự sinh ra và không tự mất đi. Nó chỉ chuyển từ túi người này qua túi người kia thôi. Và hiện tại tiền nó nằm hết trong ngân hàng nha cả nhà. Nhưng mà mình có đủ cái đẳng cấp, mình có đủ cái giá trị để mà mình lấy ra hay không thì đó là một cái vấn đề. Mà ngân hàng là nơi để có những giao dịch liên quan đến tiền, cũng như là chứng khoán, cũng như là tiền tệ, tài sản. Nhưng mà nếu như trong cái thời buổi kinh tế như thế này, khi mà không ai có nhu cầu cũng như là không ai giao dịch thì chắc chắn ngân hàng cũng sẽ gặp vấn đề cả nhà. Thì khi đó nó là tiêu sản đó, chứ nó không phải gọi là tài sản nữa. Thì từ cái bài học đó áp dụng vào trong cái công việc hiện tại của mình. Đấy, cả nhà thấy không? Khi mẹ uống một ly cà phê thì em cũng phải làm sao để cho xứng đáng để mình uống được một ly cà phê như thế này. Và em may mắn hơn cả nhà rằng là tuy giờ phút này em vẫn còn đang nợ rất là nhiều, mà em vẫn có thể là ngồi đây để mà suy nghĩ và tính toán làm sao mình có thể đi xuyên Việt để làm nhiều cái nội dung nó ý nghĩa hơn, nó hạnh phúc hơn và nó đem lại nhiều giá trị hơn cho em cũng như cho cộng đồng cũng như nhiều anh em khác. Đấy, thì em cũng may mắn bởi vì công ty, doanh nghiệp họ còn nợ, huống chi mình là một người cá nhân, tất cả cái chi phí cũng như là chi phí sinh hoạt cũng như là công việc của mình nó đều phụ thuộc nhiều vào tiền. Đấy, thì nó sẽ có một cái tháp, nó sẽ có một cái tháp, đó là tiền nằm phía dưới và ở trên là thời gian. Mình có tiền để cho mình có thêm nhiều thời gian để mà mình thỏa mãn cái đam mê, thỏa mãn cái ước mơ. Thì bây giờ là hầu hết là mọi người đều bị mắc kẹt ở cái dưới đáy, đó là tiền. Cho nên là mọi người không có đủ thời gian cũng như là không có đủ cái nguồn lực để mà mình thỏa mãn đam mê cũng như thỏa mãn ước mơ, mong muốn. Đấy, cho nên là bây giờ là em sẽ làm ngược lại, đi từ cái đỉnh tam giác đi xuống. Có nghĩa rằng là mình phải thỏa mãn cái đam mê, mình thỏa mãn ước mơ của mình trước. Thì khi đó mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Và khi mình có nhiều thời gian hơn, tự động tiền nó sẽ tới, chứ không phải là mình phải đi kiếm, đi chạy như ngày xưa nữa. Đấy, đó là một cái sự khác biệt nha cả nhà. Bởi vì cái này nó liên quan tới lại khóa học leadership mà em đã học. Đó là hạnh phúc để thành công, chứ không ai nói có tiền rồi mới thành công. Có nhiều người em chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh có rất là nhiều tiền nhưng mà người ta cũng không thành công. Người ta còn lo mất tiền, rồi lo làm cách nào để giữ tiền, rồi nghĩ làm sao để mình có thể phát triển được những cái đồng tiền mình đang có. Họ cũng đau khổ không kém gì các bạn. Chưa kể là khi mình có tiền mà mình không có đủ kiến thức, cũng như là mình muốn gia tăng thêm cái tài sản đó, thì buộc lòng mình phải đầu tư. Và mình đầu tư thì nó sẽ gặp nhiều cái rủi ro, cũng như là nó sẽ bị mất đi hết tất cả những gì mà mình đang có. Đấy, cho nên là họ cũng đau đầu. Và người nghèo, họ không có tiền, họ cũng đau đầu làm sao để mà có thể là có tiền chi trả thêm cái chi phí ăn uống sinh hoạt hàng ngày, rồi gửi cho gia đình, rồi cũng như lo cho con qua cái. Đấy, họ cũng đau đầu. Và bản thân em may mắn rằng là em vẫn độc thân, bởi vì mình biết mình không có tiền cho nên là mình cũng không có quá nhanh, quá nóng vội đó, để dành thời gian học là nhiều hơn cả nhà. Đấy, nói tới đây là em muốn kiệt sức luôn. Thôi mình ngắm cảnh đi cả nhà ơi, đẹp quá trời đẹp luôn, tuyệt vời quá trời tuyệt vời luôn cả nhà. Đấy, để mọi người thấy rằng là em cũng vẫn đang duy trì cái ước mơ của mình, không có từ bỏ nha. Đấy, không có từ bỏ, em chỉ đang tối ưu thôi đó, để cho cả nhà thấy rằng là để thành công thì đâu phải dễ, nhưng mà mình không làm thì nó sẽ buồn, nó buồn lắm đấy. Rồi, video tới đây thì em tạm dừng nha, để mọi người thấy được cái khoảng trời buổi sáng của Sài Gòn nó như thế nào, tuyệt vời ra sao. Sức khỏe của em bây giờ là cũng đang cạn kiệt đấy. Đó, vậy nha cả nhà. Rồi, vậy nha, bye bye, hẹn gặp lại nha. Video đến đó hết rồi. Làm ít thôi mà nó có hiệu quả.
chứ làm nhiều quá không ai xem, mất thời gian, tốn công, tốn sức. Ai quan tâm thì comment cho em biết nha. Đó. Còn không quan tâm thì cũng sao hết. Em tiếp tục ấn. Em tiếp tục ấn và em làm tiếp nội dung khác. Bởi vì sao? Bởi vì em có nhiều thời gian mà. Đó. Ai có nhiều thời gian là người ta có tất cả. Vậy thôi. Và hồi nãy em chia sẻ với mọi người rằng là em vừa mới gặp một anh. Anh quen em từ năm 2019 mà gặp bên nhà bè, mà hầu như em không nhớ anh đó là ai luôn, mà anh đó vẫn biết em, là đó là một niềm vinh dự đối với em, một niềm hạnh phúc. Em không nhớ anh nhưng anh nhớ em, và cái giao diện mà em chat qua Zalo anh vẫn giữ cho tới giờ phút này, em không thể tin được luôn. Đó là một sự hạnh phúc rồi đó các bạn. Quyển còn làm thì các bạn hãy cố gắng, và nếu như mà Quyển đi sai đường chắc chắn là Quyển không có thể giúp được cho các bạn. Nhưng mà nếu mà Quyển vẫn còn đang giữ vững ước mơ của mình, vẫn đang cố gắng để phấn đấu và phát triển, thì các bạn hãy cứ yên tâm. Bởi vì đằng nào thì cũng có Quyển đây, Quyển làm phi lợi nhuận, Quyển làm hết mình. Bởi vì cái đam mê của mình, trách nhiệm của mình phải làm như vậy để chứng minh cái bản thân của mình. Vậy thôi. Bye bye.